Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trước giờ thì mình hay làm những video về chủ đề Dragon Ball. Đôi lúc thì có những câu từ gọi là cà khịa Gohan, nhưng mà thật sự là mình không anti nhân vật này đâu nhá. Mình chỉ làm thế với mục đích tạo tiếng cười cho mọi người mà thôi. Để chứng minh được điều đó thì hôm nay Weebu Chúa sẽ dồn hết tâm huyết để có thể làm một video chỉ ra Gohan Beast là một dạng biến hình mạnh mẽ và cách cậu ta dùng thực sự thông minh của mình để phát triển con quái vật bên trong tiềm thức của cậu ta như thế nào nhá. Nhớ xem hết vì mình có đưa ra những minh chứng chứng minh là Gohan Beast là một trạng thái sức mạnh có thể so sánh với hai trạng thái mạnh nhất hiện tại của cha chú của Gohan, đó là Ultra Instinct và Ultra Ego nha. Nhưng mà trước tiên, chúng ta hãy đến với khái niệm và sáng tạo Gohan Beast. Tác giả Toriyama nói rằng cái tên này xuất phát từ cảm giác là con thú hoang bên trong đã thức tỉnh. Thiết kế ban đầu bao gồm làn da nhợt nhạt và khuôn mặt đáng sợ hơn với mái tóc hếch và lớn, nhưng mà điều này được cho là không đủ. Trước khi mà cái tên Gohan Beast được hoàn thiện, hình thức này trước đó được gọi là Final Gohan, Saigo Gohan, viết tắt là Final hoặc là Last, hay cũng có thể gọi là End Gohan trong bảng phân cảnh. Trước đây thì trong anime Dragon Ball Super, Gohan đã từng được đề cập đến rằng bản thân sẽ phấn đấu cho mình một hình thức tối thượng mà chưa ai từng thấy trước đây. Tương tự như vậy, trong manga, anh ấy đã khẳng định với Kefla rằng mục tiêu của anh chàng sinh viên là tiến hóa bằng sức mạnh của tiềm năng thật sự của chính mình, chứ không phải là hoàn toàn dựa vào dạng biến đổi Saiyan. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn kỹ, anh em sẽ thấy là dạng này rõ ràng là tham chiếu đến Super Saiyan 2 của Gohan. Vì vậy thì đây vẫn có thể được xem là một dạng nâng cấp của Super Saiyan 2, hoặc cũng có thể gọi là Super Saiyan 3 của riêng Gohan, vẫn được. Dù vậy thì những ý nghĩa và cách hoạt động của trạng thái Gohan Beast không đơn giản như những dạng biến hình trước đây. Anh em có tin không? Nếu mình nói là Gohan Beast là một trạng thái có cùng đẳng cấp với Goku Ultra Instinct và Vegeta Ultra Ego, không hề giả chân. Và sau đây là những lý do mà mình cho rằng Gohan Beast là một trạng thái sức mạnh đặc biệt và nó có thể sánh ngang hàng với Ultra Instinct của Goku và Ultra Ego của Vegeta. Nguồn cảm hứng độc đáo của Gohan Beast. Ở phần này chắc sẽ có nhiều anh em cho rằng nó là không cần thiết vì nhìn sơ qua thì hình dạng Gohan Beast của hiện tại là đã biết rồi. Tuy nhiên thì mình xin nhấn mạnh rằng trước khi bắt đầu đưa ra một thiết kế gì đó ra đại chúng thì trước đó là tác giả đã phải nghiên cứu rất nhiều những hình dạng khác nhau rồi mới lựa chọn cái nào phù hợp nhất để quyết định và làm bản chính thức. Chẳng hạn như là bản thiết kế Super Saiyan 3 trước đây của anh Khỉ vậy ạ. Với kiểu tóc ngắn hơn bản chính thức, nhìn kỹ thì có khả năng là giống với kiểu tóc Ultra Ego của Vegeta. Thậm chí bản bị loại bỏ này còn có đuôi nữa cơ. Và trạng thái tối thượng Gohan Beast cũng gặp trường hợp tương tự như thế. Bác Akira đã từng thiết kế cho Gohan Beast với gương mặt có phần đáng sợ hơn bây giờ, với tóc dài bạc phơ và đặc biệt là làn da nhợt nhạt ngả màu xanh chứ không phải là hồng hào như bây giờ. Và hiện bản thiết kế này rất khớp với mô tả về quỷ xanh hay còn gọi là Aoni trong văn hóa Nhật Bản. Nó đại diện cho thù hận và giận dữ, rất đúng với cảm xúc của Gohan khi nghĩ rằng sư phụ Piccolo đã bị xẻo mặc cho bay màu. Ngoài ra thì cố tác giả cũng miêu tả rằng trạng thái mới của Gohan tượng trưng cho con quái vật bên trong cậu, tức là bác cũng nghĩ đến việc khiến cho con quỷ dữ đại diện cho phần con của Gohan lộ nguyên hình khi mà sát khí của cậu ta tràn trề. Nhưng có vẻ là bác đã nhận ra bề ngoài này không hợp với cậu một chút nào nên đã quyết định sửa lại. Tuy nhiên thì chỉ tạo hình được sửa thôi, chứ ý nghĩa của nó thì vẫn vậy. Gohan Beast vẫn tượng trưng cho sự giận dữ và cuồng nộ của quỷ dữ hoặc là quái thú. Tạo hình đúng chất máu chiến. Như mình vừa nói lúc nãy, bác Akira đã bỏ hết tất cả các đặc điểm của thiết kế ban đầu, chỉ còn giữ lại mái tóc bạc thẳng đứng lên trời như để thể hiện tiềm năng của Gohan đã lên đỉnh cao nhất. Cùng với đôi mắt đỏ xoắn liên hồi, cho ta cảm thấy sự tức giận tột cùng của cậu. Tuy là tạo hình này hơi mất cân đối, nhưng mà lại khắc họa đúng con quái vật đang ngủ sâu trong Gohan cuối cùng cũng được thức giấc. Với vẻ bề ngoài độc lạ, cơ chế hoạt động của sức mạnh bên trong trạng thái này cũng độc lạ bình bồng không hề kém đâu nha. Kết hợp hoàn hảo giữa tiềm năng và phẫn nộ. Anh em có còn nhớ là Gohan đã từng được lão già Zeokai khai mở toàn bộ tiềm năng? Vì vậy thì về mặt lý thuyết là Ultimate Gohan chính là giới hạn sức mạnh của Gohan, nhưng mà thực chất thì đây chỉ là giới hạn về sức mạnh vật lý mà thôi. Và đến thời điểm hiện tại thì Gohan đã tìm được cách vượt qua cả giới hạn sinh học bằng việc sử dụng nguồn năng lượng đến từ tâm trí, hay nói một cách đúng hơn là cảm xúc phẫn nộ, điên cuồng giúp cho cậu ta có thể đạt được giới hạn của giới hạn luôn. Vậy nên thì đây không khác gì là sự giao thoa giữa tâm trí và thể xác cả. Khi mà nó khiến cho Gohan Beast không đơn thuần là một trạng thái chỉ tăng sức mạnh như là kiểu sơn tóc tăng đạp như những gì mà ta thấy trước đây, mà nó còn là một kỹ năng cao cấp hơn nữa, gần như là tương đồng với các khả năng thần thánh như là Ultra Instinct hay là Ultra Ego vậy. Trong khi đó thì Goku Ultra Instinct thì tách biệt giữa tâm trí khỏi thể xác, cho phép bản thân tự di chuyển, chiến đấu theo bản năng của nó. Còn Vegeta Ultra Ego thì yêu cầu người sử dụng phải có tâm trí nhất quán, mong muốn được hủy diệt bất kể thứ gì gặp phải. Nói chung thì hai kỹ thuật này chúng ta đều biết là nó dựa vào tâm trí để có thể đẩy mạnh sức mạnh cá nhân lên. Và Gohan Beast cũng tương tự như thế, tuy nhiên nó cần phải có điều kiện bắt buộc là sở hữu tiềm năng sức mạnh to lớn và máu điên trong người. Chỗ này, nếu mà anh em muốn tìm hiểu rõ hơn thì hãy bình luận ở phía bên dưới để mình làm riêng một kỳ video về so sánh cơ chế hoạt động giữa các kỹ thuật mạnh như hiện nay nha. Còn bây giờ, để hiểu rõ hơn về Gohan Beast thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo. Kiểm soát và tận dụng sự phẫn nộ.
Ở đây thì nếu ai là fan bê tông cốt thép của Bizon thì đều biết rằng người Saiyan khi tức giận sẽ mạnh lên rất nhiều lần. Nhưng mà sức mạnh ấy chỉ có thể được duy trì trong một khoảnh khắc mà thôi. Và muốn giữ được cảm giác sức mạnh đó một lần nữa thì họ phải cần tập luyện không ngừng nghỉ. Và đó cũng chính là cách mà Goku hay là Vegeta thường làm. Ấy vậy mà riêng Gohan thì lại khác. Với bộ não thiên tài vốn có của mình, cậu sinh viên đã tìm ra cách để có thể tận dụng nguồn năng lượng kinh khủng có được từ cơn phẫn nộ rồi biến nó thành sức mạnh vĩnh cửu cho mình. Và hầu như là trong Dragon Ball hiện tại thì chỉ có cậu là đủ thông minh để có thể làm được điều này. Và mình thì dám chắc chắn rằng sẽ có nhiều anh em không tin về điều này. Tuy nhiên thì vào thời điểm mà Gohan học được cách làm chủ dạng quái thú là một khoảng time skip mà chúng ta không thể được thấy ở trên movie cũng như là ở manga. Vậy nên là hãy hiểu một cách đơn giản hơn là Gohan đã phẫn nộ đến mức tột cùng để đánh thức con quái thú đang ngủ sâu bên trong cơ thể rồi hóa thú, bộc phát thành trạng thái Gohan Beat. Đến khoảng thời gian sau đó thì với sự thông minh của mình, Gohan đã tự phát triển dạng Beat lên một tầm cao mới. Điều này chúng ta đã được chứng kiến khi mà Gohan Beat có thể vượt qua lớp phòng thủ Ultra Instinct của Goku. Và để làm được điều đó thì cậu không tức giận đến mức đánh mất bản thân, mà cậu đã phanh đúng lúc, dừng ngay đúng cái điểm mà cậu có thể mất kiểm soát. Nói cách khác là Gohan đã tự làm chủ cơn phẫn nộ, chứ cơn phẫn nộ thì không làm chủ được con người Gohan. Với cách khai thác sức mạnh đẳng cấp như thế này thì không khó hiểu khi mà nó đánh dấu một cột mốc quan trọng cho Gohan trong hiện tại và đến cả tương lai. Phát triển tâm trí đi đôi với luyện tập cơ bắp. Dẫu biết rằng là Gohan lúc nào cũng cắm đầu nghiên cứu khoa học mà bỏ quên những thứ khác là không tốt, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, khi mà cậu cũng đã cho chúng ta thấy sức mạnh của tri thức khủng khiếp đến mức độ nào. Goku và Vegeta luyện tập cơ bắp cho lắm thì cũng chỉ nhỉnh hơn một chút xíu so với thằng học giả đèn sách mà thôi. Một minh chứng khác cho thấy việc phát triển tư duy cũng rất là quan trọng trong việc nâng cao sức mạnh. Đó là việc mà anh khỉ và anh giàu cũng phải luyện tập tâm trí như là thiền định các kiểu của Nadio mới có thể mạnh hơn những ác sau này. À mà việc Goku đạt được Ultra Instinct hay là Vegeta sở hữu được Ultra Ego cũng phần lớn là nhờ vào việc luyện tập tâm trí, lắng nghe bản thân đấy chứ. Vì vậy mà đừng bao giờ coi thường người khác, đừng bao giờ coi thường việc luyện não của Gohan. Nhất là khi cậu ta làm nó gần như là 100% thay thế cho việc luyện tập thể chất. Sự khác biệt giữa thiên tài với phần còn lại. Từ những lý do trên thì chúng ta có thể phần nào hiểu rằng Gohan là một thiên tài từ nhỏ. Khi chỉ là thằng nhóc 4 tuổi miệng còn hôi sữa đã làm trọng thương Raditz, một người trưởng thành sở hữu hơn 1.000 điểm sức mạnh, cao hơn rất nhiều so với cha ruột của Gohan. Anh khỉ mới sinh ra cũng chỉ có 2 điểm sức mạnh. Để ví dụ cho nó dễ hiểu hơn thì anh em hãy hình dung như thế này. Việc đó giống như là việc chúng ta cần 2 tiếng để có thể học bài, nhưng một thằng học giỏi trong lớp thì chỉ cần đúng 30 phút là nó đã có thể thuộc được hết rồi ấy. Tức là họ chỉ cần ít thời gian để học hơn. Nó đúng với Gohan từ trước tới nay, luôn tập luyện ít hơn Goku nhưng mà vẫn mạnh. Hay nói một cách nào đó thì Gohan chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết được kể lại bởi các bà mẹ, khắc họa sự khắc nghiệt về cạnh tranh cho cuộc sống khiến cho chúng ta phải cay cú vậy. Và sau đây là những lý do phụ nhưng mà cũng góp phần làm dạng Gohan Beat trở nên đặc biệt nhất thế giới Bizon. Là trạng thái cuối cùng được sáng tạo bởi tác giả Akira Toriyama. Có một chút gì đó đượm buồn và tiếc nuối khi đây cũng là một trong những tâm huyết cuối đời của bác Akira để lại cho Dragon Ball, tác phẩm tâm huyết nhất của ông. Tưởng chừng đâu nó sẽ được nhiều anh em thích thú nhưng mà sự thật thì có vẻ hơi ngược lại. Họ chê Gohan Beat với những từ ngữ như kiểu là búp bẩn này, xúc vật này hay là không làm mà vẫn có ăn. Mặc dù là nhân vật nào cũng có anti, dù ít hay là nhiều, nhưng mà hãy đón chờ tương lai Gohan Beat sẽ làm được những gì nhé. Không tự nhiên mà cậu ta được búp cho những con hàng khủng đến như thế đâu, chắc chắn là phải có một ý đồ nào đó. Sự quay trở lại của Gohan. Không thể phủ nhận một điều là Gohan đã bị bỏ lại phía sau trong một thời gian rất dài và gần như là vô gia cư, đất diễn cũng chẳng còn. Phát tỏa sáng của cậu trước đó là đánh hòa với Kefla trong giải đấu sức mạnh ở manga. Còn lại thì gần như là chẳng làm ăn được gì nữa. Chính dạng Beat đã đưa Gohan trở lại với đỉnh cao một lần nữa. Nhưng mà để chạm tới đỉnh cao đó thì cậu ta cũng phải trải qua một khoảng thời gian rất là khó khăn thì mới được khán giả công nhận. Ý nghĩa sâu sắc về sự cân bằng trong cuộc sống. Gohan vì quá bận bịu với công việc nghiên cứu mà đã bỏ bê những thứ quan trọng như là không đón con hoặc là đẩy trách nhiệm bảo vệ trái đất cho Goku và Vegeta. Nhưng mà sau tất cả, cậu ta đã tỉnh ngộ và quan tâm tới mọi thứ hơn. Không gì quý giá hơn là gia đình và một cuộc sống yên bình, đúng không ạ? Tóm cái váy lại ấy, thì dạng Beat của Gohan không phải là một hình thái dở tệ, mà trái lại nó có cơ chế hoạt động rất là thú vị. Như là một câu trả lời cho câu hỏi tiềm năng của Gohan có thể lớn đến mức nào vậy. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa được xây dựng một cách rõ ràng, nên là khiến cho nhiều anh em nghĩ rằng tác giả đã búp quá lố cho anh ta. Giá như mà trong movie hay là manga có thêm đoạn Gohan thiền định hoặc là tự nghiên cứu về sức mạnh của bản thân thì nó lại gọi là quá tuyệt vời. Và đó cũng là kết thúc của video ngày hôm nay. Nhớ like để ủng hộ kênh nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.